lại nữa vì chân như của quá khứ bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của quá khứ bình đẳng vì chân như của vị lai bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của vị lai bình đẳng vì chân như của hiện tại bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của hiện tại bình đẳng hoặc chân như của quá khứ vị lai hiện tại bình đẳng hoặc chân như của Như Lai bình đẳng đều cùng một chân như bình đẳng không hai không khác lại nữa vì chân như của sắc bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của sắc bình đẳng vì chân như của thọ tưởng hành thức bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của thọ tưởng hành thức bình đẳng như vậy hoặc chân như của sắc bình đẳng, hoặc chân như của thọ tưởng hành thức bình đẳng, hoặc chân như của Như Lai bình đẳng, đều cùng một chân như bình đẳng, không hai không khác lại nữa, vì chân như của nhãn xứ bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng, vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của nhãn xứ bình đẳng, vì chân như của Nhi Tĩ Thiệt Thân Ý xứ bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng, vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của Nhi Tĩ Thiệt Thân Ý xứ bình đẳng. Như vậy hoặc chân như của nhãn xứ bình đẳng, hoặc chân như của Nhĩ Tĩ Thiệt Thân Ý xứ bình đẳng, hoặc chân như của Như Lai bình đẳng đều cùng một chân như bình đẳng không hai không khác lại nữa vì chân như của sắc xứ bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của sắc xứ bình đẳng vì chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của Thanh hương vị xúc pháp xứ bình đẳng, như vậy hoặc chân như của sắc xứ bình đẳng, hoặc chân như của Thanh hương vị xúc pháp xứ bình đẳng, hoặc chân như của Như Lai bình đẳng đều cùng một chân như bình đẳng, không hai không khác. Lại nữa, vì chân như của nhãn giới bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng. Vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của nhãn giới bình đẳng vì chân như của nhĩ tĩ thể thân ý giới bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của nhĩ tĩ thể thân ý giới bình đẳng như vậy hoặc chân như của nhãn giới bình đẳng hoặc chân như của nhĩ tĩ thể thân ý giới bình đẳng hoặc chân như của như lai bình đẳng đều cùng một chân như bình đẳng không hai không khác lại nữa, vì chân như của sắc giới bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng. Vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của sắc giới bình đẳng. Vì chân như của thanh hương vị xúc pháp giới bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng. Vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của thanh hương vị xúc pháp giới bình đẳng. Như vậy, hoặc chân như của sắc giới bình đẳng, hoặc chân như của thanh hương vị xúc pháp giới bình đẳng, hoặc chân như của Như Lai bình đẳng, đều cùng một chân như bình đẳng, không hai, không khác. Lại nữa, vì chân như của nhãn thức giới bình đẳng, nên chân như của Như Lai bình đẳng. Vì chân như của Như Lai bình đẳng, nên chân như của nhãn thức giới bình đẳng. Vì chân như của Nhi Tĩ Thể Thân Ý Thức Giới bình đẳng, nên chân như của Như Lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới bình đẳng như vậy hoặc chân như của nhãn thức giới bình đẳng hoặc chân như của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới bình đẳng hoặc chân như của như lai bình đẳng đều cùng một chân như bình đẳng không hai không khác lại nữa vì chân như của nhãn xúc bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của nhãn xúc bình đẳng vì chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xúc bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xúc bình đẳng như vậy hoặc chân như của nhãn xúc bình đẳng hoặc chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xúc bình đẳng hoặc chân như của như lai bình đẳng đều cùng một chân như bình đẳng không hai không khác lại nữa, vì chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra bình đẳng, nên chân như của Như Lai bình đẳng. Vì chân như của Như Lai bình đẳng, nên chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra bình đẳng. Vì chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra bình đẳng, nên chân như của Như Lai bình đẳng. Vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của các thọ do nhĩ tí thể thân ý xúc làm duyên sanh ra bình đẳng, như vậy hoặc chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra bình đẳng, hoặc chân như của các thọ do nhĩ tí thể thân ý xúc làm duyên sanh ra bình đẳng, hoặc chân như của Như Lai bình đẳng đều cùng một chân như bình đẳng, không hai không khác.